Từ ngày mà Olala nói là mình có em bé trong video thì rất là nhiều bạn đang có em bé vào xin vía bầu khỏe mạnh. Hôm nay nhả vía cho các chị em bầu khỏe mạnh nha. Từ ngày mình có em bé đến thời điểm bây giờ là cũng là 8 tháng đến nơi rồi. Nhưng tất cả mọi công việc của mình như đi vào rừng hái thảo dược, hái trà săn tuyết rồi làm việc này việc kia thì vẫn diễn ra bình thường. Cũng trộm vía là trong lúc mình bầu mình mang thai như thế này thì mình cũng cảm thấy là không mệt mỏi cho lắm. Vẫn trèo đèo lội suối vào rừng như bao người. Cả tuần nay thì mấy chị em tụi mình ngày nào cũng vào rừng để hái lá tắm và hái trà thảo dược, trà lá mát gan cho mọi người. Cây này là cây hồng rừng nhá mọi người. Cái này thì thường là mọi người sẽ dùng lá này để uống mát gan đấy. Thường là những cây thảo dược này thì nó sẽ không ở tập trung một khu rừng nào cả. Mỗi một ngày là tụi mình sẽ đi vào một khu rừng khác nhau để hái được. Trà lá mát gan của nhà mình thì có 5 vị thảo dược. Nhưng trong 5 vị thảo dược này thì có những cây thảo dược là ở trong rừng già trời lạnh. Còn có cây thảo dược thì ở khu vực thấp, đồi đất ấm nóng. Nên là mỗi ngày mấy cô cháu lại loang quang một nơi khác nhau. Đây là bữa cơm trưa ở trên rừng nha mọi người ơi. Ngon lắm. Ngon lắm. Đây này ăn thịt trâu khô nè. Ăn cá nè. Đi rừng thì những bữa cơm như này với tụi mình thì gần như là thường xuyên. Có cá mắm này, muối này, ớt này là những món mà đưa cơm cực kỳ khi ăn ở trong rừng. Mà cứ vào trong rừng là những món ăn này là ăn bao nhiêu cũng không thấy chán luôn á mọi người. Trà lá mát gan của nhà mình thì có 5 vị thảo dược như cây lá gan này, hồng rừng này, rễ nhỏ đông này, hoàng bá nam và cây xạ đen. Sau khi lấy ở trên rừng về rồi thì mấy chị em tụi mình sẽ băm nhỏ ra và mang đi phơi khô. Với người đồng bào tụi mình thì ngoài những dòng trà truyền thống như trà săn tuyết, lục trà, hồng trà, bạch trà ra thì đây là những dòng trà thảo dược thanh nhiệt cơ thể tốt và lại tốt cho lá gan thì tụi mình uống hàng ngày thay nước lọc luôn được á mọi người. Nhất là các anh có lá gan không được tốt như viêm gan B, viêm gan C, men gan cao, da rẻ nhợt nhạt, rồi là gan nhiễm mỡ nóng trong và hay bị nổi mụn nhọt thì nên uống trà thảo dược mát gan này hàng ngày thay nước lọc nha. Trà thì có hương thơm của các lá thảo dược thanh ngọt nhẹ rất dễ uống nên ai cũng có thể uống được. Đây là gói 1 cân trà lá mát gan nhà Olala, loại này là 5 vị nha mọi người nha. Cái này thì Olala sẽ có đóng gói thành túi nhỏ như thế này. Thì mỗi một túi này mọi người có thể sử dụng là 3 lần đun. Một túi 1 cân này thì sử dụng trong vòng 30 ngày, thoải mái mọi người uống nha. Ngoài ra thì nhà Olala còn có cây cỏ máu cổ thụ to, lát nào lát đó to đùng và đỏ au như thế này. Bình thường thì mọi người cũng đun lên để làm nước uống hàng ngày thay cho nước lọc được. Cây cỏ máu này đúng như cái tên là bổ máu, tăng cường tiêu hóa giúp ăn ngon ngủ ngon, hỗ trợ tăng cường đào thải độc tố trong cơ thể, hỗ trợ giảm đau nhức mỏi xương khớp nữa và đặc biệt là điều hòa kinh nguyệt và tốt cho chị em phụ nữ sau sinh. Mọi người nhớ thưởng thức để có một sức khỏe tốt hơn nha.